bác đẹp ấy mà ta hiền chết Phú Hồng chết chứ. Dạ ủng hộ cái gì mệt quá mọi người mà ơi. Nước độ cũng chết luôn vậy đó. Rồi xài mặt được luôn nha gì nha. Bây giờ em làm xài mặt. Em là em được xài mặt như vậy nha. Còn cái gì mà bây giờ muốn xài mặt thì xài mặt giùm cho em. Nhưng mà cái này nó khuyên là xài body thôi như vậy nha. Dạ nhưng mà em xài cái mặt của em bên sau. Ok Emily Bin. Ok Emily Bin. Nhỏ tên tên đào nghe thốn như em nha. Ok em bé Đinh một bộ luôn. Phi ship cho mọi người luôn. Thì chị em nào mua thì phi ship cho vậy luôn nha. Cảm ơn mọi người. Em một bộ luôn. Ok Trúc Phương Lê cảm ơn. Ok ok Trúc Lê Trúc Phương Lê nha. Trúc Phương Lê thêm một bộ nữa. Ôi đột à. Rồi chia sẻ đi mọi người ơi. Mình chia sẻ đi rồi ai đặt hàng cứ comment trực tiếp vô nha. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Chị em nào mua thì để số thoại dùm cho em. Ok Gia Minh Hữu luôn kìa. Gia Minh Hữu luôn để số thoại. Mọi người mua cứ để số thoại anh Bingo. Em chào anh Bingo nè. Cái gì vậy? Tẩy trắng da, tắm trắng nha, dưỡng trắng. Đây sản phẩm của Skin nha. ACE Skin như vậy nha. Sản phẩm nhập khẩu từ Pháp như vậy nha. Được sản xuất tại Việt Nam. Chính vì vậy mọi người nhanh tay lẹ chân đến với sản phẩm này. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Quá trời số thoại. Bây giờ chị em nào mà chưa sở hữu sản phẩm này thì nhanh tay sở hữu giùm cho em. Đảm bảo một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Cảm ơn vậy đẹp trái quá ạ. Đẹp trái ủng hộ giùm cho em. Người đi quỳ ngừng hợp ủng hộ em chưa nha. Nhanh tay lẹ chân lên. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết chứ gì nha. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Like từ hồi chiều đến giờ mà không mệt hả Su? Thì làm sao mà mệt được. Nè Su sẽ ghê. Đúng rồi. Đó sẽ thì chính là động lực của chị em. Thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em trai. Để tụi em có động lực như vậy nha. Bởi vì tụi em là mang trái tim tình nguyện. Ra đi lòng không lưu luyến nam. Mang trái tim tình nguyện tuổi xuân hiến dân cho đời. Tức nghĩa là tụi em live stream chỉ bằng cái đam mê của mình thôi. Yêu nghề tao quý vị. Không có tiền bạc gì hết. Dạ đúng rồi. Những ngày không đi diễn tụi em sẽ ngồi đây gặp live stream gặp gỡ. Đó. Không có một đồng bạc nào trên dạ, trời. Chị em như là hợp tổ dân phố vậy đó. Dạ. Đó là đâu có tiền bạc hay đâu gặp gỡ mà. Mà không. Cái gì nữa gọi tiền. Mày khùng mày bữa mày hứa tao. Mày điên. Trả tiền mẹ ơi. Mày chị em mày khùng lấy bạn tiền gì. Chị em thì bà kêu tôi qua đây live stream. Chơi quận 7 qua Thủ Đức đó bà nội. Tao rủ mày qua chơi mà cái mày đó. Trời ơi coi kìa. Tao rủ mày ê qua nhà tao chơi mày nói ok. Trời đó em ơi qua live stream phụ anh em gửi tiền. Mày khùng mày ơi. Mày nói bà khan tiếng mà không like được bà kêu tôi qua live phụ. Tao nói là em ơi em qua live stream đi bạn Hiền. Mày nghe là gửi tiền, mày khùng rồi mày ơi. Tin nhắn chứ không phải điện thoại đó mày cái lỗ. Vậy là con tao mới đẻ nó nhắn đó. Rồi ủng hộ giùm cho em người trai 490.000 nha quý vị nha. Nó đang suy nghĩ, luôn, không biết làm sao luôn vậy. Thì ủng hộ chị em được gì ơi. Xài bao lâu thì mới trắng, em nói gì xài một lần thôi đã trắng rồi. Da tao đã bật tông cực kỳ, bây giờ mày chưa suy nghĩ được hả? Ủa cuối cùng có tiền không vậy? Có tiền em nói cho. Trời ơi 490.000 một chai. Một bộ combo là 1.470.000. Comment đi mấy bà nào ơi. Ai mua đặt liền nha, đặt hàng liền cho em. Mấy má ủng hộ đi má, thiệt sự nói chuyện mệt quá má ơi. Em nói chuyện mệt như con chó điên, em nói thiệt mệt như một con chó điên quý vị. Dạ chai là 490.000 quý vị nha, xài một lần là trắng liền những gì nha, bật tông tức thì luôn. Da ai mà đen quá cũng như mà da đen bẩm sinh nó sử dụng một lần là phái liền những gì nha. Em muốn mua sĩ AK vỏ hay bóc cho tăng thiên kim dịp cho năm. Test lại ủ trắng hả? Đây tôi test cho mày đi. Rồi bây giờ dạ cuối cùng cảm ơn mọi người em đã được ủ trắng. Sang áo liền cương ơi. Đây nè. Rồi này nó hơi đen hơn những cái khác bởi vì sao? Cái này là tinh chất than tre nha em nha. Cũng như là collagen. Nó sẽ làm sáng da, mịn da cũng như là tao nói bật tông tức thời. Mày hiểu không? Không. Rồi mày tự mày so anh đi. Mày đâu phải má tao đâu mà tao tự làm cho mày. Tiền bạc có nhiêu mà kiếm. Mày sao đó mày làm yêu nghề. Thôi yêu nghề yêu. Đó thì mình để lên 15-20 phút như vậy nha. Lập tức mình gỡ ra cái da bật tông cực kỳ luôn. Thì bởi vì em khuyên quý vị nên một combo giùm cho em. Thì nó sẽ có giá ưu đãi hơn cho mọi người đó. Mày che mặt tao luôn đi. Lấy em 2 chai, chị em nào mua 2 chai để số thoại giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Mai Phạm ơi tao lóc mày nha. Mai Phạm nha. Mày đang coi live stream tao mày bớt xàm xàm giùm tao nha. Tao lóc liền nha. Mai ơi mày nói chuyện có gì lịch sự đi Mai ơi Mai. Mày vô duyên vô dùng quá mày tin tên đẹp quá trời mày nói chuyện kỳ với mày á. Mai là mùa xuân hoa về là tên Mai. Vui vẻ. Mai là thuộc dạng là Giang Mai mày hiểu không? Trời ơi. Nặng quá mày. Nhẹ nhẹ. Nhẹ hay em. Người ta là Mai hoa nở còn mày là thuộc dạng Giang Mai mày hiểu không?
Dạ quá. Thì chị khốn nạn lắm em ơi. Ok ca giỏ, ok chị em nào mua để số điện thoại. Comment số điện thoại lại ai, đặt hàng cứ comment số điện thoại lại nha. Trời ơi, da là da trắng nhau vậy nha, trắng là trắng bật tông, trắng là trắng không thì vết, không lộ vân kem, không hề gì trơn trọi nhau vậy nha. Lông mi đẹp quá hả, lông mi đẹp ủng hộ giùm cho em trai vậy. Ok Di Phạm, chị em nào mua để số. Tặng sợi lông mi. Đúng rồi. Ai mua cho tấm trắng tặng cái tặng hắn. Ok. Chị tặng rồi hả? Tặng rồi đấy em. Ok Nguyễn Thảo số thoại luôn. Chị em nào mua để số thoại giùm cho em. Mai Phạm hả mày, tao chặn mày yêu nghiệt. Chữ hay quá, đúng rồi. Cái gì phải chữ vô mặt tụi nó mới sợ cái gì ơi. Rồi bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em, chai nó bự rất là bự như vậy nha, xài cực kỳ ok. 490 ngàn một chai, còn nguyên một bộ combo 4 sản phẩm thì là 1.470.000. Đúng rồi, đi đâu mà dội mà vàng mà dắt phải đá mà hoàng phải dây dừng chân lại nơi đây mua giùm cho em một chai tắm trắng sức cho đỡ buồn như vậy nha. Ví dụ nhiều khi mà lâu quá chồng mình nó đụng mình, chồng mình nó chê biểu mình, chồng mình nó không có lời gần mình nữa quý vị. Cái mình ủng hộ giùm cho em những gì nha. Tối nay là được thị tẩm liền. Thị tẩm liền. Đó, nhiều khi mà nó không đụng mình, tao nói xích cái này lên một cái là tao nói đẻ bốn đứa. Vàng luôn sao đòi. Sao em? Trời ơi, hôm bữa em ế với chị. Cái em xài một chai này thôi. Dọc đường về hả, từ Thủ Đức mà anh đi về quận 7 đó. Ủa mày là lính mà đâu mà chứ quận 7 Thủ Đức. Em nè. Từ ở trên kinh. Trên kinh mà đi về tới mà hết kinh luôn á. Là hết gì? Hết cái kinh là ra khỏi kinh. Ơi. Em hút hết luôn. Hết luôn. Trời ơi, men đầu đường nè, giác nè, trời ơi. Xéo xe thồ nè, em lẫm xác. Ngựa nai heo bò quất luôn. Ủa cái đó tôi chưa nói sao bà biết? Tôi đoán vì đẹp quá hiểu không? Trời ơi, xuất sắc xài là xuất sắc cỡ đó nha. Em nói xài là xuất sắc nha. Em muốn mua được không? Chị em nào mua ủng hộ ok Diệp Lê số thoại luôn. Chị Diệp Lê ơi, xài mà không hiệu quả thì bên em sẽ hoàn trả lại tiền nha chị yêu ơi. Xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Rất là ok nha mọi người nha. Xài đó ok, tụi em mà tư vấn có tâm nữa nha quý vị nha. Rất là có tâm luôn quý vị. Vừa xài lên lòng bàn tay của mình mà vừa tư vấn bằng cả trái tim của mình. Thì mọi người ơi, tại sao mà vô đây vừa coi chương trình giải trí vui nhộn, vừa những sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ đáng yêu thì mọi người tại sao cũng mua, đúng không mọi người? Rồi nhanh lên mọi người ơi, mọi người đặt hàng đi, cứ đặt hàng là comment số điện thoại mình vô nè. Hiện tại đang test trực tiếp trên tay mình luôn đó. Một xíu nữa sẽ chùi ra cho mọi người so sánh nha. Dạ, con quỷ nào kêu con su viên tao lóc hết nha, tao lóc hết nha. Ok Nguyễn Tài một chai hai má vui quá hả? Con su viên với tao vô viên. Con nào mà khen con su tao lóc hết. Tại chị viên sẵn rồi. Em mới viên đi thôi à. Chị này. Em này. Chị này. Em này. Chị. Em. Đau mày. Đau mày à. Ủng hộ nha. Viên hả? Lấy em hai chai đi ok. Nhỏ để số thoại nè. Mộng nay đủ thì. Trời ơi. Bà đặt hai chai mà cái tên của bà. Mộng nay đủ thì. Trời ơi. Đủ thì mộng nay. Phải không? Thôi, tao không tin được tao được có cái Facebook gì đó trời. Ơi. Tên cái gì mà đủ thị mộng nai mẹ. Trời đất ơi. Quý vị bây giờ mọi người coi comment nè. Đủ thị mộng nai. Không phải là tụi em nói bậy nghe thiệt, tụi em. Em nói bậy là của chó. Văn minh lịch sự. Đây. Mọi người kéo lên là lấy em hai chai. Đủ thị mộng nai. Ê cái con đủ thị mộng nai mày comment là nhiều lần giùm tao cho fan tao thấy rồi. Hai em hai chai đi. Trời. Lấy hai em hai con mình bả hai em hai. Lấy em hai chai đi. Ủa rồi shipper. Lấy hai em hai chai đi. Shipper gọi. Alo. Alo con bay chị đủ thì mộng nay không? Em là đủ thì mộng nay nè. Chị đủ thì mộng nay chị phải lấy hai chai em, chị đủ thì mộng nay. Dạ đúng rồi, em đủ thì mộng nay đặt hai chai á. Chị đang làm gì chị? Đang đốt nhang cho dòng họ, nhà họ đủ nè. Trời, đùa đùa chị. Dạ. Nhà mà bên chị thường đủ gì? Hay là đủ thị đó em. Dạ thôi vậy nha. Em về không dám ship. Về luôn. Shipper sợ bị quá vậy. Rồi đặt cái tên gì kỳ vậy mấy mẹ. Cái tên gì mà tên đủ thị mộng nai mẹ. Trời ơi. Cái tên kìa, cái tên duy trào Kim Quyên trả lời thuận đi đủ thị mộng nai được giả mà. Ok ca giỏ số thoại luôn, chị em nào mua comment để số thoại giùm cho em gì nha. Lại. Đúng rồi, con nào không con nào mà không mua tôi kêu con đủ thị mộng nai nó giật chết tụi bay hả? Nó kiếm địa chỉ nó qua tới đó. Nó qua tới, nay nó còn dám mà huống gì tụi bay. Thiệt sự luôn, trẻ trâu mà vô chữ ta đi. Trẻ trâu mà vô chữ ta đi. Tao sẽ suối con đụ thì mộng nay là chơi luôn. Duyên quá trời hả, cũng không vậy, ủng hộ giùm cho em gì. Chùi được chưa? Rồi chùi đi em ơi. Rồi bây giờ, em sẽ cho gì thấy những cái sự bất ngờ như vậy nha. Và bên con đụ thì mộng nay sẽ nói đụ thì mộng nay ủng hộ giùm cho em chứ gì nha. Việt Hương, trời ơi. Em chào chị Việt Hương. Ồ, đủ thì hôm nay duyên quá mấy má ơi. Cái tên nó nói lên con người rồi đó.
Dịp lên một combo luôn, cảm ơn. Ok. Con đại thì mọc nu luôn rồi. Đâu rồi comment coi. Vũ Khuyên một xe tấm trắng kìa, chị em nào mua tấm trắng để cơ hội cho em cái gì nha, nhanh tay lẹ chân. Ok, Vũ Khuyên tấm trắng luôn, nhanh tay lẹ chân. Ok, Vũ Khuyên. Vũ Khuyên cảm ơn quý vị, đủ thì hôm nay comment nữa coi. Đây. Má ngại quá, má chung. Hồi nhỏ mày duyên quá mày ơi, mày thi tất tức trên hài là mày được 40 triệu liền nha nha. Đúng nha. Rồi, giới thiệu cái là cười rồi. Cười bánh rạp, dạ thưa quý vị, dạ thưa anh Trấn Thành, thưa anh Trường Giang, em tên là Đụ Thì Mộng Nai, cười bánh rạp. Mà sợ nó bị cắt sóng quá. Sợ cắt sóng không dám lên sóng với má ơi, cái tên tục tiểu phản cảm. Cho em một combo tâm lê cô. Ok, vậy tâm lê. Rồi, chị em nào mua. Em nè, trời ơi, Mộng Nai duyên quá mày nha. Ê bé này. Trời ơi, ê con này duyên thiệt á. Ê không phải, thí dụ hồi xưa đó. Thí dụ như là Cao Quý Phi đó mà là họ Cao. Đủ tiểu thư. Đủ tiểu thư trời ơi. Ủa ghê quá, nhỏ dã man. Hôm nay dễ thương hả, một set nha. Ok, chị em nào mua một set thì comment giúp cho em. Nhanh tay lẹ chân nha quý vị nha. Nếu như ai mà không mua thì em xúi con điệu thì hôm nay nó sẽ ra rồi nó vậy nha quý vị nha. Liêu liêu hả, cảm ơn gì hai người dễ thương hả, dễ thương ủng hộ đi vậy. Mọi người mới vừa tẩy xong nè đây. Mọi người nhìn đi. Đó. Là tay này, tay này phải không? Tay này nè. Rồi, tay này nè. Đây, rất là trắng quý vị nha. Da bạc tông cực kỳ. Bây giờ em xức thêm một miếng nữa. Xức lên một miếng body giùm cho anh. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha. Chốt hàng cho chị nha. Rồi bây giờ chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em sẽ chốt hàng cho chị. Hạnh Phan ơi, em chào em nè. Khép mỏ đi, làm tôi bắt hàng cho tôi khép mỏ là quý khùng. Ngọc Tiên, ok, Trinh Trinh. Rồi nhanh tay lại chân chị 490.000 tất cả những sản phẩm ngày hôm nay. Và những sản phẩm là nhập khẩu từ Pháp 100% và sản xuất từ Thái Lan như vậy nha. Để số điện thoại dùm cho Lâm. Cảm ơn quý vị. Anh Phương Tùng Dương em chào anh. Khánh Duy Phạm tấm trắng luôn. Cười mỗi miệng hả. Một set bao nhiêu? Ê con quỷ điên mày xức cái gì vậy? Đây là em giới thiệu cho mọi người. Mọi người đừng nên bao giờ xức quá nhiều như vậy. Số quá nhiều vậy là sẽ rất là tốn. Tốn. Và đặc biệt là rất là giả, nhìn nó kìa. Kìa không? Quỷ ba giờ. Chùi làm lợi. Nó sức như là ông nội đó để lại hay sao vậy? Sức ít thôi. Đó là em làm một ví dụ. Ví dụ cho mọi người. Ví dụ mày làm sai tao kêu con đụng thì hôm nay là chết mày cho tao nha. Cho mọi người rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm liền. Mé đụng thì hôm nay rồi mày xuất hiện giùm tao coi. Ok Ngọc Trinh luôn nè. Đụng bé Nai nè, bé Nai nè. Nai ơi, comment liên tục từ đầu tới cuối đi tặng cho bên trai này thôi. Thiệt thiệt con đụng thì hôm nay. Bây giờ tao không bán cho mày, mày hiểu không? Đủ thì hôm nay. Bây giờ mày comment thôi. Thấy chưa? Rất là trắng quý vị, xài là mê liền, em nói gì? Xài là mê liền quý vị, dù nhiều khi mà những chị em mà chết cái sản phẩm này. Và Skin Ace, một sản phẩm cực kỳ nổi tiếng bên em luôn. Ai xài 10 người là khen đúng 10 người những không gì nha. Không có tác dụng phụ gì hết nha. Không có nha. Không tác dụng phụ, khác dụng phụ bà nội em cũng dám sức lên mặt em quý vị. Dạ cảm ơn quý vị, cho em một set ok áo dài xuân quyết. Cảm ơn áo dài xuân quyết, rồi lại số thoại giùm cho anh kia gái yêu. Gái yêu áo dài xuân quyết nè. Số điện thoại lại bạn ơi, ai đặt hàng comment lại số điện thoại nha. Có số điện thoại mới được nha. Dạ phải số điện thoại, bởi vì bên em lọc cái máy đâu gì. Có số điện thoại bên em mới điện như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Có bán con đằng sau không Lâm về nuôi hả? Con đằng sau khó nuôi lắm gì, nó khó ăn khó ở lắm vậy. Cảm ơn quý vị, áo dài xin quyết để số điện thoại luôn. Dạ một set để số điện thoại. Ok, áo dài xin quyết đã cho số điện thoại rồi kìa. Cảm ơn tài trung kìa. Tài trung số điện thoại luôn. Ok, võ xin quyết số điện thoại luôn kìa. Giỏi quá trời giỏi. Mỹ tài xin quyết nè. Dạ cái này mình có thể sức mặt luôn. Dạ một tuần sức một lần giùm cho em thôi. Dạ để tẩy tới bào chết cũng như da chúng ta đẹp hơn, sáng hơn, bệnh màng hơn. Su su đẹp quá lóc. Dạ mọi người ơi, đặc biệt á là không bị bớt, cũng không bị rít nha. Nó rất là thoải mái như là da tay bên đây nè. Tay bên đây là chưa sử dụng, tay bên đây đã sử dụng rồi. Đó nó trắng hơn rất là nhiều. Và da rất là trơn tru luôn. Không có bị rít hay là khó chịu gì hết nha. Rất là thoải mái nha quý vị nha. Rồi nhanh tay lẹ chân chị em là mua cái ủng hộ giùm hai chị em. Dạ Nguyễn Thảo số thoại luôn. Yêu quá hai má, yêu thì xe chim xe ơ giùm tụi tôi đi trời. Ok, ok 4 set ok số thoại lại luôn đi. Cứ để số thoại giùm bên em thì chị em sẽ thay phiên nhau điện và tư vấn với mọi người một cách nhiệt tình như một cách đáng yêu như mọi người ơi. Con quyền con đủ thì hôm nay nó mất tiêu luôn rồi mày ơi. Chó mày hả em ơi. Bên này. Bên này, con nay mày tính làm nuôi niềm cảm hứng cho tụi tao, tao nói comment mà mất tiêu rồi. Mộng mơ đụ thị không vui lắm em nha. Chị Việt Hương chỉ vui lắm mà sao nhỏ cũng tên Việt Hương mà nó kỳ quá em ơi. Nhà có bò viên, ăn nhiều bò viên giùm cho anh nha em ơi. Cưng quá cưng hả, ủng hộ như vậy. Lúc thì cao rồi nè, chào cho đi cao nè, lấy một combo rồi để số điện thoại. Chị em nào mua combo thì để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha. Vì thấy Úc Hương mà, thấy em nha em ơi. Thấy Úc Hương rồi để số điện thoại giùm cho em. Một combo gồm những gì? Một combo là một cái chai tắm một lần như thế này. Và một cái chai tắm hàng ngày như thế này. Và một chai tắm ban đêm, ấy là một chai body ban đêm. Và một chai dưỡng body ban ngày. Thì body ban đêm
đêm thì chuyên về cái dòng mà dưỡng da ban đêm như vậy nha. Và những tinh chất là thập thụ vào làn da chúng ta giúp da ta sáng lên, mịn hơn như vậy nha, và đẹp hơn. Và đặc biệt là cái mùi thơm rất là quyến rũ. Rất là thơm nha mọi người. Thơm lắm luôn. Còn cái chai ban ngày, chai ban ngày là bên em có cái dòng mà ta nói chống nắng là mình sức lên cái là chống nắng kiểu gì luôn. Ví dụ nhiều khi mà chị em mà chạy ngoài đường ngoài xá đồ mà nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, nắng chiếu vào da là nó không đen như vậy nha. Không đen luôn. À, ok quá trời, người mua rồi, dù cảm ơn mọi người. Trời ơi, nè. Mộng Nai đủ thiệt, chào mọi người. Ê con bé Nai ơi, mày tao mời mày lên được không? Bé đủ thiệt Mộng Nai. Đưa cái mặt em lên coi con bé á. Thôi, mở ra một cái mặt nguyên con Nai rồi tao xỉu liền luôn á. Đủ thì Mộng Nai vẫn còn coi trụ, nó comment một cái quá trên người like kìa, phải không? Đó, ồ giả mang thiệt. Ê Đủ thì Mộng Nai mày nổi tiếng nha, Đủ thì Mộng Nai cái tên chấn động chứ. Ồ tên ấy mộng là thấy cái gì đó nó nặng rồi. Mày còn đủ nữa. Rồi gì ơi, một combo là gồm 4 món nha, tẩy trắng một lần, tẩy trắng hàng ngày và hai cái set dưỡng đó là ban ngày và ban đêm. Dạ. 4 món chỉ có 1.470.000 thôi. Dành ba lẻ chân quý vị nha. Thì bên Đụ Thị Mộng Nai có nhỏ chị là Đụ Thị Mộng Trâu. Đụ Thị Mộng gì nữa? Đụ Thị Mộng Dừa. Không, Mộng Dừa nó không có nặng miếng, nó nhẹ hơn mấy miếng trước. Mộng Dôi. Ừ. Đụ Thị Mộng Su dễ thương. Thật là đáng yêu. Thật là đáng yêu như vậy nha. Thôi đó, ủng hộ đi, gọi tên ba lên đi hả. Lâm Minh Nhật hả, cảm ơn vậy rồi. Hơi đi hả, dạ 490.000. Thì chị em nào mua thì ủng hộ dùm cho hai chị em sử dụng cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả luôn. Rất là ok như vậy nha, xài một lần là mê liền. Da ai mà đen quá thì sử dụng cho em, bên em có bán rất là nhiều loại sản phẩm như vậy nha. Ví dụ như sản phẩm tắm trắng mà 100.000-200.000 cũng có, 90.000 cũng có luôn. Và ngày hôm nay là sản phẩm cao cấp như vậy nha, nó có giá là 490.000. Thì bây giờ chị em nào mua cứ để số điện thoại dùm cho bên em, thì bên Zalo cho vậy như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân quý vị nha. Tiền nào của nấy nha quý vị ơi. Mọi dạ. Giá nó đều có một cái tác dụng khác nhau hết. Dạ, nhưng đối với sản phẩm này sẽ trắng mà nó trắng từ từ như vậy nha, chứ không có trắng bật không như sản phẩm khác. Nhưng vậy nha, nó trắng từ từ lên, nó nuôi dưỡng làn da chúng ta và nó giúp da chúng ta sáng lên, mịn lên và nó đẹp hơn như vậy nha. Cảm ơn chị. Cái gì trắng từ từ á thì nó cũng nhả rất là lâu. Ví dụ mà các bạn ra nắng á, một hai lần không sao. Có nhiều loại nó làm trắng rất là nhanh, nhưng mà khi mà các bạn ra nắng á thì nó sẽ khiến cho mình dễ bị đen trở lại nha. Nó xuyến nó chờ mày mày. Ủa trời chi? Đúng rồi đó. Ủa gì hả? Nãy mới la nhỏ trắng quá hiểu không? Yeah. Hồ Duy Hải, chào Hồ Duy Hải. Bớt đụng chạm cho mày nha, mày mới vô nghề mà sao mày không chạm quá. Nó mới bốc like mày, nó coi like rồi chết mày, nó lấy tiền lại cho mày. Yeah. Mày biết gì đâu, chị nói hết trơn. Ừ, đấy. Nó không biết hả? Ừ. Dạ, chị nói nó không biết hả? Ừ. Chị nói em. Chị gọi chị nói luôn đi. Ừ, xin lỗi em. Miệng như xì bo hả, kệ tao đi bà. Ok, tài trung số thoại luôn. Chị em nào mua cấm cơ đó. Mày nói phụ tao với mày. Xem xì bo mắc tiền lắm các bạn ơi. Ừ. Phải đơn giản lắm nha. Rồi bây giờ ai lấy thì cứ comment số điện thoại mình lên nha. Cảm ơn tài trung nè. Rồi một chai á, một chai mà tắm một lần. Có nghĩa là những lần đầu tiên mình tắm là chai màu đen này nè đó. Ở trong tinh chất là màu đen nha. Là tắm một lần đầu tiên. Mình tẩy ra như hồi nãy Xuân mới vừa tẩy cho mọi người coi là sáng lại. Là em đó. Cô Lính á. Cô Lính à? Cô Lính Thủy đánh bộ mọi người. Cô Lính Thủy bộ à? Đây nè đó, trắng lên liền. Rồi còn cái chai này á là mình để trong toilet, để trong nhà tắm á. Để mà mình tắm mỗi ngày, mình tắm giống như sữa tắm vậy đó. Nó sẽ dưỡng da cho mình trắng. Đẹp rồi hơn. Sau đó, đây là hai chai, một chai ban ngày và một chai ban đêm. Hai chai này sử dụng để dưỡng da mình nè. À. Vừa tắm trắng mà vừa dưỡng da mình luôn. Thì nó sẽ rất là đẹp và bốn bộ sản phẩm này. 4 sản phẩm trong một bộ chỉ có giá là 1.470.000 thôi. Ừ. Còn nếu một chai tắm trắng không á thì sẽ là 490.000. Ai lấy thì cứ comment lại combo hoặc là một chai lẻ thế nào cũng được anh nha mọi người nha. Rồi nhanh tay lại chuyên như gì nha, cái nào cũng được hết rồi. Rồi bây giờ mọi người mua okay, là gì nha. Ok, Tài hai chai tắm trắng nè. Trời đất ơi, Nguyễn Tài đẹp trai, đồ muối nè, mày coi nè, muối nè. Trời ơi, con ngon, Nguyễn Tài ăn ngon vừa miệng. Ồ, Nguyễn Tài ơi. Rồi, một chai dùm cho em Phương Lan, chào Phương Lan nè em ơi. Ok, okay quá Lan. Trời, người mua luôn kìa, okay, hạnh phúc một chai luôn kìa, cảm ơn em nha. Rồi, nhanh tay lẹ chân như gì nha, chị em là mua để số lại dùm cho bên em, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một bộ 4 món, một bộ 4 món luôn, 4 sản phẩm luôn, chỉ cần một bộ duy nhất này thôi là mình đủ các sản phẩm rồi. Không cần phải mua thêm cái gì hết trơn trời á. Rồi nhanh tay lẹ chân, chị em nào mua thì để số thoại dùm cho em. Ok, Ngọc Trinh một bộ luôn, chúc ăn chung, cảm ơn em, chúc ăn chung. Ok, Trinh, Ngọc Trinh.
chương của mình phải không? Chương. Biết không? Hello Ville, dạ. Ville, mùi chai lắm, ngon ăn vừa mì dung. Nghe nói anh ngon lắm hả? Ngon lắm. Ê nhóc con, em có đang rảnh hôn. Nếu em rảnh thì ăn cái con này đi. Ăn chị đi các em. Ăn đi quý vị. Ok lắm. Tắm con thu cái trời. Mày cũng dám đọc, mày hay thiệt. Ai biết thấy tắm con cung có trắng không? Nè, mày muốn trắng thì mày ra cái tiệm mà tao nói nước lèo đó. Ê, mày mua cái nước lèo cho tao, mày nhúng vô rồi mày giật ra một cái là nó trắng nõn. Trời ơi, nhiều khi hả? Rút một cái, giật lên thành con gái luôn. Thành con gái trời luôn. Nó tiêu, nó tiêu, rút lại như này. Cái bà bút lèo bà múc rồi mà bán cho người ta luôn. Ta tưởng là miếng tái mà hơi dài. Mẹ ăn không? Không. Sao hả? Rồi. Thôi, ăn đi. Sống rồi. Mẹ ăn đi. Rồi. Mày không mày thích mà. Rồi, ăn mới. Rồi, mẹ ăn đi. Rồi, ăn. Rồi. Rồi, hai chị ơi. Tăng Thiên Kim hả? Ok, gì rồi ủng hộ giùm em, giùm em. Nha. Con Tăng Thiên Kim nó đẹp lắm gì không? Tăng Thiên Kim ngày xưa là hot girl gì vậy? Đẹp lắm cái gì ơi, ngon ăn vừa miệng eo o đồ, tao nói ngực đồ tao nói ngon ăn lắm cái gì. Bây giờ mọi người qua bút của Tăng Thiên Kim giùm cho em và liên hệ với Tăng Thiên Kim giùm cho em để được làm xỉu như làm chi nhánh, để bên em có những chiến dịch ưu đãi mọi người cực kỳ tốt nha quý vị nha. Đây nè mọi người ơi, đó bốn sản phẩm này chỉ có giá là 1.700.000 thôi, còn nếu mà một chai này lẻ đó là 490.000. Ai đặt cái gì cứ comment lại a hai anh họp rồi. Cảm ơn em bọn nha anh, cảm ơn Thủy Thủy nè. Rồi quý vị ơi, có số điện thoại rồi nè. Bây giờ chỉ còn có 6-7 phút nữa thôi, chứ thì chị em sẽ đứng dậy và trò chuyện cùng mọi người nha mọi người ơi. Thì sản phẩm rất là trắng quý vị ơi, chị em ngày hôm nay tư vấn rất là mệt mỏi cũng như là chán trường ngày hôm nay. Thì quý vị thương thì ủng hộ chị em để chị em có tiền mà quá trang đồ này nọ, cũng như là muốn phục trang đồ này nọ để phục vụ của bác chị mình. Đó, những cái tiết mục như thế này trên sân khấu gì sẽ không được thấy đâu. Quý vị coi được live stream thôi. Chỉ có trên cái kênh hàng online của này. Kênh mua hàng trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Đúng rồi, em cái kênh mua hàng trực tiếp tuyến chị tuyến tuyến hàng đầu Việt Nam, chỉ có em mới có thôi. Cái chương trình của bên em như cái siêu thị đúng không? Dạ. Lâu lâu mới có một kỳ chứ không phải hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có. Dạ đúng rồi nha chị nha, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Ủng hộ bốn món như thế này là chỉ có 1.470.000 thôi. Ai lấy thì cứ comment combo kèm số điện thoại. Hey. Còn nếu mà ai lấy một chai thì là 490.000 nha. 490.000 nó quá rẻ, gì ở đâu mà ra chương trình mà dễ thương mà đáng yêu vậy. Tại rất lâu ngừng chai giùm cho em 5.700 con người. Ok Vũ Khuyên thấy mày rồi mày comment quay. Ok vô đi chị em ơi, nhanh đầu con mộng thì đủ nai nè. Cho khách xem lại hai cái tay sau khi test ok nè. Đây nè khách ơi. Đó. Đây có gì thấy không? Là hai bàn tay thấy bằng chưa? Tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống ánh thật trắng như ngọc. Chính... Mẹ bầu dùng được không? Được kìa. Dạ bầu sử dụng được nha vậy nha, bầu sử dụng được vì có con nhỏ thì cho mày con mình sử dụng xong mình nói bên mình sử dụng xong rồi tắm rửa sạch sẽ cho con mình bú nha vậy nha. Không nhưng sao mà có thể như nè, một cái gọi là một cái kỹ thuật, một cái kinh nghiệm đó là khi mà chúng ta sức body á thì chúng ta chừa một cái khoanh nó lại. Chừa cái khoanh nó lại đó, con mình bú được nha, không con sao. Con mình bú được. Chừa cái khoanh nó lại đó. Chứ sức vô nhiều khi nó bay màu, con mình không biết đường để ngậm đó. Đúng rồi, bữa đó quý vị là bây giờ quý vị phải cẩn thận nha. Bữa là em bán cho bà kế bên em đó. Rồi sao? Bán bà sức hết người mày. Rồi sao chị? Chồng qua chửi tôi quá trời. Sao chửi? Le lưỡi ra trắng chách. Trời ơi. Ủa sao tự nhiên bả sức mà ông kia nhắn chạy vậy? Tao không biết được, nó qua nó khen, hiểu không? Nó trời ơi, Lâm anh bán kem tốt dễ sợ luôn, chồng em lưỡi trắng chách. Ừ. Hiểu rồi chị ơi. Ôi ôi em ơi. Là đó thì ủng hộ chị em nha, chị em tổng hề vui nhau. Ai nhau muốn có chồng cái lưỡi trắng chặt. Thôi. Cứ comment. Comment giùm cho em. Ví dụ nhiều khi gì biết mặt kem mình tốt hay không là ta nó quan sát cái lưỡi thằng chồng giùm cho em. Nha. Lưỡi thằng chồng mà nó đen là sản phẩm không tốt, lưỡi thằng chồng mà nó trắng một cái là sản phẩm tươi xanh. Tươi xanh ngon ăn nồi canh luôn. Nồi canh lúa gì rồi, nha. Rồi thôi bây giờ, dạ quý vị ơi, bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, chị em cũng đã mệt rồi nha quý vị nha. Thì bây giờ là có một cái bài hát gì mà để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, bởi vì cái lời lại cuối cùng của hai chị em mình rồi. Gì rồi hả chị? Thực ra là rất là lâu rồi em được livestream gặp gỡ đông người như vậy. Rất là lâu hả? Mày là lần đầu tiên chứ rất là lâu, mày tưởng mày làm nhiều lần nữa hả? Thôi mình hát đi nè em ơi. 2, 3 chương trình truyền hình, 2, 3 kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Chương trình đã hết, đến đây kết thúc chương trình. Và em cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye mọi người, xin chào nha. Hẹn gặp lại.